chào cả nhà, hiện tại là Hà đang ở Melbourne, Australia. Và sau khi mà đi xin tour của Là Mặt Sáu thì Hà với anh Hải đã nhận được hai phần quà của là mấy phần quà nữa, nhưng mà cái phần quà này chưa unbox cho nên bây giờ mới unbox nha. Thì đây là phần quà của một bạn là nhớ là Thanh Dung. Tên gì? Thanh Dung là ca sĩ. Hà nhớ là em nhớ là vậy. Trong đây là cái ngày hôm nay, cái này là hôm bữa là Hà gặp ngày 4 tháng 8 nhưng mà ngày hôm nay thì Hà mới đem về được. Thì trong đây sẽ có là đây là ngũ cốc, đây là một hộp ngũ cốc. Vậy chắc là mọi người biết là Hà ăn kiêng như sao á. Cái này chắc không phải tặng anh Hải rồi. Có cả trái cây nữa. Trời ơi, đúng ý luôn. Đúng ý luôn. Trời, bữa giờ đi không ăn được trái cây luôn. Này là mình ngày mai mình ăn luôn à. Đây là để cháu thích hay trái cam ta. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đây là món ăn. Đây là đồ ăn ngũ cốc này, bộ dạng ăn kiêng này, những cái loại ngũ cốc trộn vào. Bởi vậy mọi người nó hay nói với Hà là nếu mà Hà hay là anh Hải mà ở Việt Nam là không có sợ đói, mà qua bên Úc là thấy được đặng đồ ăn rồi đó là thấy cũng không sợ đói luôn rồi đó. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 thì Hà giao lưu ở rạp rau. Hà cũng được một bạn tặng cho một cái gói quà rất là hoành tráng. Trời ơi, bánh anh ơi. Bánh hả? Trời ơi, chà, lại lên cân nữa rồi. Không sao. Trời ơi, sao nãy mình không lấy mình ăn vậy? Để mình mệt quá trời đó, quá trời luôn. Ok, đây là một cái bánh rất là hấp dẫn nè. Wow. Vậy là sáng mai mình, tại vì sáng mai Hà bay rất là sớm đi qua Sydney. Cái này là sáng mai Hà sẽ... Wow, đây là bánh luôn nè. Bởi vì mọi người thấy không? Sao nãy chịu đem ra sớm, giờ mà... đi sớm mà được rồi. Nãy không có biết nãy trợ lý giữ, không phải Hà giữ. Rồi, qua tới Úc là không sợ đó luôn nha mọi người. Ở trên đây còn một cái hộp khác. Wow. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha. Thấy thương quá. Mình qua tới một nước Úc xa xôi mà tự nhiên. Trời ơi, sorry ôi, cherry sunny mi ôi. Có quà là sao, đâu có đi đâu. Ôi, các bạn có quà. Ủa? Rồi. Ủa, bốn bạn nhỏ này đâu có đi đâu mà cũng có quà vậy ta. Trời ơi, buồn ghê không. Không phải cho Lý Hải Minh Hà mà là cho Rio, bạn nhỏ. Rio, Cherry, Sunny, Mio. Trời đất ơi, các bạn ở nhà chỉ có quà. Hôm bữa là được con kangaroo, bây giờ được thêm con koala. Đây là con koala, đây là một ơi, cái mấy con cũng rất lắm. Là nổi tiếng ở Úc nè. Rồi. Cái này theo Hà hiểu là sẽ hai bạn lớn, sẽ hai con lớn, hai bạn nhỏ. Chắc là quánh nhau. Gì quánh nhau rồi hả? Cái này chắc gây lộn đúng không? Nhưng mà hai con này sẽ cầm cờ nha, tức là có cái signature, có cái đặc trưng riêng là cầm cờ. Còn hai con lớn là không có cầm cờ. Mà rất là dễ thương nha. Rất là dễ thương. Hôm qua thì được một bạn tặng là con kangaroo. Hôm nay là được tặng con koala. Ở trong đây thì có một cái thiệp là gửi tặng anh Lý Hải và chị Minh Hà. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để tạo ra nhiều thước phim hay cho mọi người được thưởng thức vẻ. Mong mọi chị rất là nhiều. Đây là bạn Tâm, và Tâm đến đây người đã tặng hàng cái bánh rất là hấp dẫn này, và cũng như là những cái món quà dành cho Rio, Cherry, Sydney và Mio ha. Và cảm ơn Tâm rất là nhiều nha. Hà với anh Hải rất là cảm ơn tình cảm, sự yêu thương cũng như là sự ủng hộ của các bạn khán giả không chỉ là ở Việt Nam mà ở các nước khác. Hà hy vọng rằng người Việt Nam mình sẽ luôn đoàn kết và phim điện ảnh Việt Nam cũng như là đất nước và con người Việt Nam sẽ ngày càng đi xa hơn và được mọi người khắp mọi nơi yêu thương. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.